tạo nên điểm nhấn độc đáo và đẹp mắt cho căn phòng của mình với bức tranh thêu lên nổi cô gái hoa sen vừa truyền thống vừa hiện đại với May nha. Xem ngay video hướng dẫn chi tiết của May để thực hành ngay nào. Video hướng dẫn của May sẽ bao gồm 4 phần chính. Phần 1, giới thiệu nguyên vật liệu trong bộ sản phẩm. Phần 2, hướng dẫn cách xỏ len, cách cầm kim. Phần 3, hướng dẫn kỹ thuật thêu lên nổi cơ bản, lưu ý các lỗi sai thường gặp và cách khắc phục. Phần 4, hướng dẫn thêu chi tiết bức tranh. Trong đó, phần kỹ thuật thêu cơ bản và lưu ý một số lỗi thường gặp là những nội dung rất quan trọng mà bạn không thể bỏ qua nha. Hãy xem thật kỹ hướng dẫn của May trước khi bước vào thực hành thêu để có được thành phẩm ưng ý nhất nhé. Bộ nguyên liệu của May Art & Craft Việt Nam đã có đầy đủ dụng cụ để bạn hoàn thiện một bức tranh thêu lên nổi, bao gồm một khung vải Aiza kích thước 25x30cm có in sẵn hình. Đây là loại vải dày dặn, sợi to, chuyên dụng cho bộ môn thêu lên nổi. Vải căng trên khung gỗ chắc chắn. Len 2mm các màu đã được chiết sẵn, đủ dùng để thêu như hình mẫu. Kim thêu panit đầu cán gỗ dành cho len 2mm. Dụng cụ xỏ len, kéo cắt len. Tờ hướng dẫn kỹ thuật và mã QR để xem video hướng dẫn chi tiết. Với bộ nguyên liệu này, bạn có thể tự tay thêu ngay một khung tranh để trang trí hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Đặc biệt, sau khi thêu xong, bạn có thể tái sử dụng một số dụng cụ như kim thêu nổi hay kéo bấm để tự mình sáng tạo ra các sản phẩm thêu len khác. Trước khi thêu, chúng ta sẽ xỏ len vào kim. Sử dụng cây xỏ len luồn qua lỗ tròn ở đầu kim, xuyên qua thân kim xuống đuôi kim. Luồn sợi len qua cây xỏ len và kéo cây xỏ lại. Len sẽ được kéo ra phía đầu kim. Tháo cây xỏ len và rút len ngắn lại. Để len ở đầu kim còn khoảng 5cm là vừa. Kim thêu đã sẵn sàng. Giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu cách cầm kim thêu cho đúng nha. Mũi kim thêu nổi có một mặt vát. Chúng ta sẽ cầm kim sao cho phần vát của kim ngửa lên trên và hướng theo chiều của mũi thêu. Ví dụ, khi thêu từ dưới lên thì mũi vát hướng lên trên. Còn khi đi ngang như thế này thì mặt vát cũng hướng theo chiều ngang. Mũi thêu cong thì kim cũng xoay theo đường cong như vậy. Đối với bộ môn thêu len nổi panido, mỗi sản phẩm làm ra đều sẽ có mặt chìm và mặt xù. Tùy thuộc vào các chi tiết trong bức tranh mà chúng ta sử dụng mặt chìm hoặc mặt xù cho phù hợp. Với bức tranh cô gái hoa sen này, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ kỹ thuật thêu mặt chìm. Kỹ thuật thêu mặt xù May sẽ giới thiệu ở một video khác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn chi tiết để các bạn nắm rõ hơn nhé. Khi thêu mặt chìm, chúng ta sẽ thêu trên mặt trước của vải. Đầu tiên, hãy đâm kim xuống cho đến hết cán kim. Rút sợi len thừa ra phía sau. Sau đó nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống cách mũi đầu tiên khoảng 4 sợi vải. Tiếp tục nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống mũi tiếp theo. Cứ tiếp tục đâm kim xuống, nhấc kim lên như vậy cho đến khi kín màng thêu mà bạn mong muốn. Khi thêu một chi tiết, chúng ta sẽ thêu viền xung quanh trước. Sau đó thêu dần vào bên trong theo chiều xoắn ốc cho đến khi kín hình. Để kết thúc mũi thêu chìm có hai cách. Cách 1, chúng ta sẽ đâm xuống mũi cuối. Giữ sợi len ở đầu kim và nhấc kim lên. Cắt len và rút len thừa ra phía sau. 2, có thể đâm xuống mũi cuối, lật mặt sau cắt len, sau đó rút kim lên. Với cách này, bạn nên chú ý khi rút kim để sợi len không bị tuột ra khỏi kim nha. Trong quá trình thêu, bạn lưu ý một vài điểm quan trọng sau. Thứ nhất là luôn phải đâm hết kim để sợi len phía sau đủ dài và không bị tuột khỏi vải. Thứ hai là liên tục lấy thêm len và không cầm vào sợi len, cũng như không để vật gì đè lên sợi len, khiến len bị căng và sẽ làm tuột mũi thêu. Thứ ba, thêu các đường sát nhau để không làm lộ vải. Các mũi hàng sau nên thêu so le với các mũi hàng trước để bức thêu hài hòa hơn. Trước khi thực hành thêu, May sẽ lưu ý một số lỗi thường mắc phải khi mới bắt đầu tiếp xúc với bộ môn này và cách khắc phục để bạn có thể tạo ra một thành phẩm đẹp nhất nha. Sợi len không ăn vào vải, thêu xong lại bị tuột ra. Có một vài nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này, bạn lưu ý nha. 1. Do không đâm hết kim. Nếu chỉ đâm kim giữa chừng mà không đâm hết độ dài của kim sẽ khiến sợi len phía sau bị ngắn và dễ tuột. Vậy nên chúng ta phải đâm hết cán kim xuống để len được giữ chắc chắn trên vải. 2. Do sợi len bị căng vì bạn quên lấy thêm len từ cuộn, hoặc để đồ vật đè vào sợi len, hoặc sợi len có nút thắt nên không đi qua được kim thêu. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần lấy thêm len hoặc bỏ đồ vật đang đè vào sợi len ra, hoặc cắt bỏ đoạn nút thắt và xỏ lại kim thêu như bình thường. 3. Xỏ kim sai, sợi len không đi đúng hướng từ đuôi kim lên đầu kim và xuyên qua lỗ tròn, cũng là nguyên nhân khiến len không ăn vào vải.
Lúc này bạn hãy xỏ lại lên theo đúng hướng dẫn của may là có thể thêu được nha. Ngoài ra, để thêu lại một đoạn nào đó, các bạn chỉ cần rút mũi thêu lỗi ra, cào nhẹ mặt vải để không bị lộ quá to, kéo nhẹ cho len ở đầu kim căng ra và thêu tiếp. Tuy nhiên, không nên sửa lại nhiều lần vì vải sẽ bị nát. Lỗi thường gặp khi thêu mặt chìm, mũi thêu dày cộm khó đâm kim do thêu mũi quá ngắn khiến các mũi thêu dày đè lên nhau. Điều này có thể dẫn tới bị thiếu len khi thêu. Ngược lại, nếu mũi thêu của bạn nhìn dài, thô và không bám sát mặt vải do thêu mũi quá dài. Như may đã hướng dẫn, thêu mặt chìm nên để các mũi cách nhau khoảng 4 sợi vải. Đối với các chi tiết nhỏ thì có thể cách nhau khoảng 2 sợi vải. Sợi len bị nổi cộm lên mặt vải, không bám sát vào vải do nhấc kim lên quá cao khỏi mặt vải, sẽ kéo theo sợi len bị dài hơn và nổi cộm lên. Để khắc phục, chúng ta chỉ nên nhấc kim sát mặt vải. Nếu lỡ nhấc kim quá cao, hãy kéo nhẹ cho len căng ra, thêu chậm cho quen tay rồi mới tăng tốc lên. Ngoài ra, nếu gặp bất kỳ lỗi nào trong quá trình thêu thì đừng ngại ngần inbox cho may để được hỗ trợ nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng kỹ thuật thêu mặt chìm mà may đã hướng dẫn ở trên để bắt đầu thêu tranh nhé. Vì bức tranh khá nhiều chi tiết nên chúng ta sẽ thêu lần lượt từng chi tiết một, bắt đầu từ các chi tiết nhỏ bên trong trước rồi đến các chi tiết lớn bên ngoài. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với các chi tiết nhỏ như mắt, miệng. Ở phần này các bạn có thể giảm mũi thêu xuống 2 đến 3 sợi vải để đường thêu mượt mà hơn nha. Vì đang xỏ lên màu đen nên chúng ta sẽ tận dụng để thêu viền áo và tay áo luôn bạn nhé. Phần viền áo này sẽ giúp cho các chi tiết được sắc nét, nổi bật hơn, từ đó giúp tranh có chiều sâu hơn đó. Tiếp theo, phần má chúng ta vẫn sẽ thực hiện thêu theo nguyên tắc thêu viền ngoài trước, sau đó thêu dần vào trong theo đường xoắn ốc. Một vài lưu ý nhỏ là chúng mình nên thêu các đường sát nhau để không làm lộ vải, và các mũi hàng sau nên thêu so lê với các mũi hàng trước để bức thêu hài hòa hơn. Sau đó, tới phần mặt và tay, bạn nhớ liên tục lấy thêm len cũng như đặc biệt lưu ý không cầm vào sợi len, cũng như không để vật gì đè lên sợi len, khiến sợi len bị căng và sẽ làm tuột mũi thêu nhé. Giờ chúng ta sẽ thêu màu trắng lần lượt cho các chi tiết châm cài, tách trà và quần nha. Khi đã thêu xong các chi tiết bên trong, chúng ta chỉ cần thêu kín phần tóc và nền áo là có thể hoàn thành cô gái rồi. Với phần thêu hoa sen, chúng ta sẽ thêu hết các chi tiết màu trắng rồi chuyển sang màu hồng nhé. Phần cánh sen khá mảnh nên chúng ta sẽ thêu thành hai đường nằm cạnh nhau như thế này nha. Thêu gân lá trước rồi sau đó thêu nền lá. Sau đó là hoàn thiện phần thêu nền của tranh. Chúng ta thêu phần viền sát với khung trước, đâm kim vào cạnh viền khung và thêu các mũi thẳng nhau để bức tranh vuông vắn hơn. Cuối cùng chúng ta lật mặt sau của tranh và cắt tỉa lên thừa cho gọn gàng là xong rồi đó. Giờ thì cùng ngắm tác phẩm vô cùng xinh xắn, độc đáo, vừa có thể làm mới không gian tổ ấm lại vừa có thể trở thành một món quà vô cùng ý nghĩa. Chúc các bạn thành công và đừng ngại nhắn tin cho May nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, cũng như khoe những thành phẩm xinh yêu với chúng mình nha.